còn cái tâm mình chùi lao, mới đầu mình chùi cho được cái tâm, bỏ cái tâm ham muốn hung ác, dở tâm hiền, rồi mình tự tâm hiền mình rèn cái trí mình hành lên đó, được trí sáng và hành luôn bát chánh đạo. Sang quá, tôi ngồi trên cái chùa sang coi nó cũng mắc cỡ. Dạ. Thứ hai nữa, cái đời sống của tôi cũng không không mấy năm nữa, mà chùa này nó cũng còn mấy chục năm, cho nên quý vị cũng hoan hỷ để cái liệu trình mà tu nó tạm hơn, để sáng sửa sang quá, e tôi lo bận rộn mà. Kính chào quý cô bác anh chị em, thì hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại cốc Ông Tư, có nguồn gốc trên 100 năm. Thì mình vào trong đây mình đi theo tham quan á, thì khung cảnh còn giữ lại ngày xưa rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Có nhiều cái cốc nhỏ để cho những ông bà lớn tuổi tới đây để người ta tu á, ta ngồi trong đó để ngồi tịnh, có rất là nhiều cốc luôn. Và cái xung quanh đây á, thì mình có thông qua mấy clip trước cũng quay ông Năm là cháu nội của ông Tư chia sẻ lại rất là hay. Thì clip này mình xin giới thiệu đến quý bà con cô bác, đây là một cái ngôi chùa mà theo Cao Hớn mình được biết là giống như là một cái ngôi chùa mà nghèo nhất Việt Nam mình đó quý bà con cô bác. Vẫn còn giữ cái nét bằng cây thô sơ ngày xưa, và có những cái đường hoa văn và những cái hình rồng bằng sứ ngày xưa nữa kìa, rất là đẹp. Và ở phía trên thì có 6 chữ Phật giáo Hòa Hảo Bắc Việt. Còn những cái hoa văn, những cái cây dưới đây rất là đẹp. Thì mình sẽ bước vào bên trong mình tham quan và nhờ ông Năm chia sẻ lại ngôi chùa này có bao nhiêu năm nha quý bà con cô bác, và cái sự tích của ngôi chùa này. Dạ, con mời ông Năm. Ông Năm, dạ. Ngôi chùa mà nhìn lại thấy rất là cổ kính luôn á ông Năm. Dạ, ngôi chùa này cả trăm năm rồi. Dạ, cả trăm năm. Còn mấy cái cây này là cũng từ thời đó giờ luôn hay sao ông Năm? Cây này sao cũng sau đó nó... sau đó cũng trên 50 năm hết rồi. Dạ. Mấy bằng... tấm này ở trên trăm năm. À, mấy tấm này thì trên trăm năm. Dạ. Như mấy cái chữ này như ông Năm biết không Năm? Biết không hết. Dạ. Ồ, bằng cây bằng gỗ. Trước mặt hình Đức Quỳnh là hình này là hình chụp và quả ra luôn đó hả ông Năm? Dạ. Trên 60 năm rồi. Dạ. Con thấy trên đây thì có một cái tấm bảng này có mấy chữ này ơi. Hơi bị mờ, con đọc không rõ, ông Năm có thể đọc giùm con được không Năm? Cái chữ trì hay vậy? Trì niệm phải không? Ăn đứt hơi mờ quá, nhìn con nhìn không rõ. À, cái ráng cửa. Ráng trì. Dạ. Có gì có tăng đức rồi chùi lao gì đó ông Năm? Chí hiền, tâm đức chùi lao. Dạ. Ra công luật kỹ thì sao ra già. À, như cái câu đó là ý nghĩa nó sao Năm? Cái tâm mình á, cũng như mình, cái người ta lọc vàng, người ta nấu lọc mà nó thiệt thành ra. Còn cái tâm mình chùi lao, mới đầu mình chùi cho được cái tâm, bỏ cái tâm ham muốn hung ác, dở tâm hiền, rồi mình tự tâm hiền mình rèn cái trí mình hành lên đó, được trí sáng và hành luôn bát chánh đạo, thì mình tiến lên con đường như đó. Dạ, thành vàng. Còn như hai câu bên đó ông Năm đọc được không Năm? Mà con không dám đọc, con sợ sai. Phải toan làm phước thấu trời, bận ai làm thiện nạn đời thoát qua. Dạ, phải tôn làm phước thấu trời, bận ai hành thiện nạn đời thoát qua. Dạ. Đó là trong chính bổn của ông ba. Dạ. Cái ý nghĩa ông ba ông Năm. mình làm phước mà cho tới thấu trời là mình phải làm phước thật lòng mình, mà bố thí mà không cầu lợi, bố thí mà mà xả thân ra, mà buông tất cả hết, không có cầu mà bố thí mà hưởng, thì động lòng trời. Còn mình hành thiện là mình tu trong 10 điều thiện, thập ác với chánh đạo,
được 10 điều thiện là tiến bắt cái đạo thì tất cả cái nạn đời khỏi đời này thoát ra, cái sự ô nhiễm mình cũng thoát luôn, không bị trói buộc mình. Dạ hay quá. Con thấy là cái này là vẫn giữ di tích ngày xưa tới giờ không Năm? Dạ. Cửa này như thế này và trên đây thì cũng một con gãy bớt. Dạ. Còn ở trên đó thì mình chỉ thay lại là cái thiết thôi. Dạ. Dạ, tại do cái ngói lâu ngày quá, nó cả trăm năm nó bể. Vì mối này cái ngói người ta cho. Dạ, sau này hả ông Năm? Hồi đó lá. Dạ. Rồi sau cái người ta cho ngói rồi nó. Đây gọi là cũng như là khu chính điện hay sao Năm? Cái này hậu tổ. Dạ, hậu tổ. À. Trên là bằng Đức Phật Thầy. Dạ. Đây à. Quá cổ luôn, con đi rồi đó giờ. Con thấy chưa có ngôi chùa nào mà bằng cây mà lại giữ nét thô sơ mà lâu năm như thế này. Cổ kính. Dạ, đây là bàn thờ Đức Phật Thầy. Dạ, quan thân đảnh đại thần Nguyễn Dũng Trực. À, vì cái hiếu mà ngày phải hy sinh. Dạ, còn phía trước này không Năm? Trước đây là trên là bàn ta Phật thờ Trần Điều, dưới thì cái đó là cụ Quyền, đây thì yeah. Bàn của ông Tư là ông nội tôi. Dạ, yeah, bàn này là bàn của ông Tư. Dạ, yeah, Phật. À, trên đây thì bàn cụ Quyền. Quyền. Trên nó bằng trên Phật. Bằng Phật. Yeah. Con thấy ở trên có bốn dòng chữ đó là như ông Tư đọc được không Tư? Dạ, yeah, được. Yeah. Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giới thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Dạ, như ý nghĩa đó. Mình niệm Phật á mà chưa giảng sanh được thì mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, mà chưa có mãn duyên mà được giảng sanh đó, thì nguyện giới thân này khỏi đọa xa, thì mình niệm Phật cũng khỏi xa đọa vào tam đồ khổ hay trong lòng lục đạo. À, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Tại sao mình niệm Phật mà không giáng sanh về cực lạc? Mà tại vì mình chưa mãn nhân duyên, đợi tới lập đời thượng cổ để dự hội Long Hoa. À, rồi mình dự hội Long Hoa rồi mình cũng về cực lạc cũng dễ dàng, không có gì. Dạ. Rồi con thấy hiện tại ở trên đó là có bức tranh mình vẽ vô tường luôn phải không? Dạ. Là cái bức tranh đó có thời đó luôn hay sao ông Năm? Dạ, cũng lâu rồi. Con không hiểu về ý nghĩa của bức tranh này ông Năm. Thấy một người phụ nữ có một cái gánh và hai bên thì có sư tử và ông hổ. Bức tranh này là bên này. Bức tranh này là khi mà thái tử á, là có con voi, ông vua cha có con voi 6 ngà, cho nên nước Long Quốc nó muốn kiếm nước đó, nó cái thái tử gì bố thí, gì làm bố thí, xin gì cho nấy, bắt nghịch ý, cho nên nó qua nó xin con voi, thì con voi đó là người chiến quốc giữ nước, mà thái tử cho ông vua quân thần rồi hội nghị, ông vua bắt đại vô rừng 6 năm, 10 năm, thì trong khi đi á thì con chúa cũng xin đi theo, nay ta cho nàng đi theo, ta có lòng bố thí thì cản trở ta không thể được, nay thì thiếp là thì theo tràng thì tự ý, thì tràng muốn cho gì thiếp cũng đồng ý, thì khi mà đi nửa đường người ta xin xe xin ngựa lội đi bộ vô dừng ở cái một thời gian, cái người ta lại ta sinh hai đứa con nhỏ bên đó. Dạ, là bên thầy. À, thì ông già lại sinh hai đứa con, hai đứa nhỏ đậu xuống ao sen trốn. Ông thái tử mới kêu lên rồi ông già biểu bây giờ cho thì phải trói lại cho tôi chứ để nó chạy dọn gì, thì thái tử trói lại cho ông dắt đi. Ông dắt đi trong rừng rồi, bằng đêm ông lên trên cây, ông ngủ, ông để hai nhỏ dưới gốc cây.
sờ cọp mà lên cây để hai nhỏ với gái với con trai. Thì chư thiên mới thấy vậy quá, cùng Chúa với Thái tử ôm con nằm cho ấm áp. Thì đi xong rồi tới chư thiên mới giả dạng, quá dạng rồi ông già lại xin người giúp việc. Nói đây đâu còn ai mà có giúp việc, còn có hai con Chúa với tôi thôi. Nói thôi à, lúc đó thì công chúa đi về. Lúc đó công chúa đi về thì hai con cọp nó chặn đường. Thì cho thái tử ở nhà bố thí cho hai đứa con khỏi gắng chở. Thì khi mà chặn đường xong thì nó đi, thì công chúa về mới kêu con không có. Thì hỏi với thái tử làm thinh hoài hay là chặn cho anh ta. Nói hồi đó ta có nói nàng, ta hay bố thí nghịch bất nghịch ý, ai xin gì ta cho nấy, nàng có hứa rồi mà. Thì lúc đó ông chúa nói mới nhớ lại mới im. Một hơi chư thiên á, quá già hai người, quá già người xuống xin công chúa. Công chúa cái nói tôi không còn ai nữa, nói thôi cho tôi mượn công chúa đi về nuôi dưỡng tôi thời gian thì tôi hoãn đời rồi, công chúa sẽ về với ngài. Thái tử nói ông già nói vậy rồi công chúa tính sao? Công chúa nói con là nấm ruột chàng còn cho huống gì thiếp. Thì cặp đó công chúa sửa soạn ra đi thì chư thiên biến mất. Nói sau này con là nấm ruột vợ là mà còn cho thì như vậy ngài sẽ đắc đạo, sau ngày ngài đắc đạo nhớ độ anh em chúng tôi với. Hai bức tranh như vậy đó. Dạ hay quá. Còn đây là ai không đâu? Đây là Đức Hộ Pháp. Dạ bây giờ giúp mấy ông giải phóng người về đó thì lấy rùa ra chợ, rồi người ta không có chỗ thờ bỏ lang thang rồi người ta mới khiêng đây là cho mà xin tôi để Đức Hộ Pháp vô. Thì tôi thấy có lòng dân, tức là lòng trời, trời đêm đó đến cho thì thôi tôi thờ. Dạ còn cái chuông này chắc cổ và bao nhiêu năm luôn rồi ông Năm? Cái chuông này chắc có lẽ cũng là từ 60 năm đi lên, bởi vì tôi không có, nhưng người ta lấy rùa rồi người ta đem lại lên cho, nó cũng cái chuông cho thôi chứ tôi đâu có tiền mà mua cái chuông nó. Dạ bằng đồng đen á chứ không phải đồng đen. Nhưng mình còn trên đó thì bức tranh là thái tử mới sanh ra nức hồng, đi bảy bước là bảy bông sen, tay chỉ thiên chỉ địa trên vô ngã độc tôn, trên trời dưới đất có mình ta. Bên này thì thái tử đi bốn cửa thành, dạo bốn cửa thành. Sanh lão bệnh tử ngày mới về xin vua cha mà xuất gia đi tu. Dạ rồi hiện tại ngôi chùa này cũng có gần cũng 100 năm. Thì ngày xưa giờ ông Năm thì nói nghiệp lại để thờ để cúng của ông Tư để lại. Thì có sao ông Năm không sửa sang cho mới, hay là có bà con cô bác nào trợ duyên rồi cắt mới không ông Năm? Nếu sửa sang thì chắc cũng được ít nhiều, nhưng mà gần đây có hai vợ chồng nước Úc vô đây, nói tôi xin đứng sửa cái chùa này lại. Tôi nói quý vị có lòng Phật chứng cho quý vị rồi, còn nếu tôi sửa chùa thì nó cũng lỗi thời lắm, bởi vì tôi là người tu mà phải chùa sang quá. Tôi ngồi trên cái chùa sang coi nó cũng mắc cỡ. Thứ hai nữa cái đời sống của tôi cũng không mấy năm nữa, mà chùa này nó cũng còn mấy chục năm. Cho nên quý vị cũng hoan hỷ để cái liệu tranh mà tu nó tạm hơn, để sáng sửa sang quá e tôi lo bận rộn mà công việc tôi đi tu nó không thành tội thành tựu được. Tôi rất cảm ơn và cầu nguyện cho chư Phật mười phương gia hộ cho quý vị có lòng thành. Dạ, vậy là ông Năm cũng giống như là ông Năm muốn không cần thiết phải cái mới, mà mình giữ được cái cũ đó để cho theo đúng ông bà luôn hả ông Năm? Chẳng nhớ ông Siêu Giải nói á, chùa am rực rỡ chớ lòng, là nơi danh lợi vật thành thế gian, Phật trời tiên thánh nào ham,
làm cho hao tốn của dân Dương Tràng. Hôm nay mình muốn giải thoát mà mình không lo cái việc chùa chiền hoài, làm sao mình giải thoát được. Cho nên đó là mình tối ngày với tiền bạc vật chất hoài, làm sao mình an tâm được. Dù mình do giữ cái chùa sao, đáng lẽ tôi giữ cái chùa đây là tôi mắc cỡ hổ thẹn lắm, vì gì của ông bà mà tôi bỏ ra đi không ai giữ được. Cho nên tôi nguyện là vào núi tôi nhất định không che tấm lá, nhất định không xuống thế kiếm hột cơm, ở trên núi ăn rau nhưng mà đắc đạo xuống. Nhưng mà chưa tội lòng nguyện, nhưng phải một hoàn cảnh ở đây như gì là sang quá rồi, còn mắc cỡ huống chi mà cắt cho sang trọng nữa. Dạ, còn phía trước này như ông Tư thờ này, mình gọi cái vị trí chỗ này là cái tên gì á ông Tư? Ủa ông Năm, con lộn ông Năm với ông Tư hoài. Ở đây là Phật Di Lạc và Phật Chứng Mẫu Chứng Đề, có 1930 trên chùa, có số 1930 ở trong bằng cây. À, cái này nhưng, bằng cây hả ông Năm? Dạ, dạ. Ở trên thì Phật Tổ và Đức Phật Di Đà là các vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì ở đây thì không có bàn thờ, và cô bác bị ở các nơi bị lấy chùa rồi năn nỉ đem lại đây, rồi thì tôi là chùa tôi là theo Hòa Hảo, thờ Hòa Hảo, thờ Trần Điều, mà ở trong thì chặt dội không có chỗ thờ. Cô bác mới đúc trước này để thỉnh lên thờ nó là dạ. Chùa của mình này gọi là Am Văn Cổ Tự hả ông Năm? Hồi trước á thì cốc ông Tư. Dạ. Cốc là nhỏ, là không muốn tiếp khách mọi người, nhưng mà cũng gọi là ẩn giặc. Còn Am Văn á, Cổ Tự là Am là nhỏ hơn chùa, Văn là cái người tu như rừng mây, không bị danh lợi trói buộc. Cho nên mới đặt Am Văn Cổ Tự, nó có hồi xưa rồi Cổ Tự. Thì Quang Minh Tự thì mới chừng 50-60 năm nay. Còn tôi vô đây hồi 14 tuổi, cho nên ở đây được năm nay 63 năm rồi, cũng được 7 tuổi. Nha, cũng kiên trì ở đây. Mấy cái này cũng là bị trên chùa à, ta lấy rồi ta đem xuống đây, ta bỏ lăn lóc đem đây ta cho thờ. Là cái này niên đại bao nhiêu năm? Trên 100 năm rồi. Ồ, trên 100 năm luôn. Dạ. Như mấy cái này cũng vậy luôn. Dạ. Điêu khắc rất là đẹp luôn, mặc dù nhỏ. Dạ. Mà cái thời 100 năm trở về trước mà những cái người mà điêu khắc mà ra được những cái này là những người đó chắc cũng là một vật kỳ tài kỳ nhân lắm. Tại thời đó không có máy hay không? Dạ, máy, tay không ạ. Tay. Cái con thấy cái bên đây là có cái chữ Am Văn Cổ Tự, cốc ông Tư. À, nó có nhiều thời kỳ để cái này là cái có từ lâu rồi ha. Có cái ông Tư là ông ấy sao mới tập ra lớn rồi để Am Văn Cổ Tự, sao anh ta lập chùa cũng để cái chùa cảnh chùa ba hiệu luôn. Khung cảnh ở đây nhìn rất là còn hoang sơ luôn nha quý bà con cô bác, cây cối vẫn giữ nguyên thủy và có những cái chỗ ngồi cốc để tịnh, cũng như khung cảnh xung quanh rất là mát mẻ để tu. À, vậy là con gọi ông là ông Năm đúng không, hay là con gọi là ông Từ, hay là thầy, hay là sư? Tại vì cái này gọi là chùa thì tôi vì tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Dù tu 100 năm đi nữa cũng là kêu anh chị của chú bác đi ăn cháo thì kêu bằng ông. Vậy con kêu bằng ông là được. Ông Năm. Dạ. Là bắt Năm. Con sợ kêu sai. Tại vì ông Năm giữ cái ngôi chùa này. Ồ, ở trên nhìn những cái đó còn cổ kính quá. Chị mình con thấy chỉ có cái là mình thay cái này là mới sau này thôi. À. Thiết do ngói bị bể ha ông Năm? Ngói một hết. Dạ, chỉ thay cái thiết lên thôi. Hồi xưa thì lá dùng quá tóc hết. À, rất là cổ. Mấy cái dáng này mà 60-70 năm trở lên rồi mà thấy vẫn còn nè, chỉ một chút ít. Cái này không phải một. À. Cái này nó đóng là đóng cái này là chắc lắm, mưa xuống là tạt chợt. Yeah. Nó đóng cái này là thêm 50 năm không sao. À, nó đóng cái móc nè, móc là ở ngoài nó chợt hết. Không, những dán này bằng dán gì mà chắc dữ không? Hào lao.
Dạ, quá trời lâu luôn. Mấy cái này, mấy cái tường này là sau này bằng xi măng hay là bằng ô vước ngày xưa ông Năm? Cái tường này mới sau này gạch người ta bỏ rồi mình xin về, cho nên á mình xây lên đi giờ nó mục rồi. Dạ. Nó hút qua cái dòng vô chùi không sạch. À, thôi bỏ thấy phải là nước mưa ở đây nó dâng lên. À, dạ. Rồi nó thấm nó mới đen. Quá quá cũ rồi. Vì ngôi chùa này của ông Năm là giữ như thế này không chịu cắt mới là thành là ngôi chùa nghèo rồi. Không phải nghèo không ông Năm. Nếu mà so về nhìn thấy thì nó nghèo chứ nó giàu. Bởi vì dạ. Biết sao giàu không? Ăn cũng dư nè, sống tự do biết đủ chứ tham cầu. Mặc cũng dư nè, ở cũng dư nè, cái gì cũng dư hết, không còn thiếu món gì. Dạ. Còn ông vua còn thiếu, còn chùa sang chừng nào thiếu nấy. Dạ. Sao gọi là nghèo? Dạ. Đây là giàu. Dạ. Về cái tâm linh. Cái dạ tâm con hiểu rồi. Không phải gọi là nghèo. Nghèo là nghèo cái hình thức bên ngoài thôi, nhưng mà giàu bên trong rất là giàu. Ở ngoài cũng giàu luôn. Dạ, ngoài giàu luôn. Bởi vì mình biết đủ là dư. Dạ. Mình ăn đạm bạc mà thấy dư. Còn người ta ăn món này, người ta kiếm món kia thiếu hoài. Dạ. Hay quá. Rồi vậy con cảm ơn ông Tư, ông Năm rất là nhiều nha. Dạ. Mấy con chúc ông nhiều sức khỏe. Cũng chiều rồi mấy con cũng về để cho ông Năm cũng nghỉ ngơi thêm. Dạ. Câu hớn mình tạm dừng clip ở đây nha quý bà con cô bác.